Tuấn Âm Thanh hôm nay tiếp tục chào đón quý vị với một mã đầu cối tự hành. Mã đầu cối tự hành của Nhật Bản. Tất cả nó có đều có loa liếc, loa âm ly xử lý âm thanh tại trong một cái đầu cối này luôn. Nó loa tự hành luôn các bác nhé. Rất thích hợp cho các bác nào muốn nghe chất lượng, nghe dòng nhạc trữ tình mà nghe qua đầu cối. Đây là những model sản xuất độc lập để cho các bác tiện, có nghĩa là không phải cấy ghép loa với âm ly làm gì cả, tất cả nó nằm hết trong này luôn, hàng made in Japan các bác nhé. Đây, nhìn đi, made in Japan các bác nhìn này, hàng còn là rất là đẹp. Đây, ngoài ra thì nó sản xuất nó như một cái cặp vali ấy. Nó có cái nắp đậy này các bác nhé, đây nắp đậy này, khi mình không dùng mình đậy và mình xách đi thoải mái như một cái vali luôn, con nắp đàng hoàng này, nắp đậy hết các bạn này. Đây là bật nguồn đấy, đây là bật nguồn đấy các bạn, bật nguồn lên nó chạy luôn, ok chưa. Đây này, công tắc này chưa tắt như thế này đấy. Giá của em nó là 6 triệu 8 các bác nhé, rất thích hợp đúng không em. Đây là tốc độ chạy này. Đây là có các đường mic vào, like, cái đường kít nhé, nhé. Nếu các bác có thể cắm ra loa dàn hoặc là cắm vào thoải mái. Các bác có thể cắm tín hiệu từ đầu CD vào để ghi. Đây là chế độ ghi đĩa này, đầu này, rack này. Ở đây là đồng hồ đếm giờ, thời gian chạy của băng. Đấy, đang đếm. Cái clip em muốn test để giới thiệu đến quý vị và các bạn là những mã đầu cối tự hành, có loa tự hành luôn, rất tiện lợi cho các bác dùng. Và loa này có thể đóng như cặp như vali luôn, có thể để ngửa hẳn nó lên, chạy ngửa băng cối điện được, hoặc để đứng, đây cũng có đế để. Tóm lại là hàng này tất cả trong một luôn, dùng rất thích hợp cho các bác hoặc là các ông các cụ già trung tuổi mà rất thích chơi đồ cổ, hoặc hàng này đưa cái tiếng nhạc mà. Riêng cái dòng đồ cối này thì là nhạc nó cảm thấy nó rất chậm rãi. Thật ra là với giới trẻ thì cũng không thích lắm đâu, nhưng mà với những dòng nhạc này thì có nhiều người đam mê âm thanh, thích nghe những dòng nhạc trữ tình hoặc là những nhạc cổ ngày xưa thì các bác cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0982 246 621. Các bác chỉ cần nhập số điện thoại của em vào Zalo, Facebook, Google hay là Cốc Cốc, YouTube. Hết. Ủa quá.
YouTube thì các bác cứ nhập số điện thoại của em vào YouTube, Google, Zalo, Facebook, Cốc Cốc. Tất cả các bài đăng của em sẽ hiện trên đó luôn. Rất cảm ơn các bác đã.